Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm giá cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thoại cũ rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà bên em lại về được sản phẩm là iPad 5 các bạn nhá. Đấy ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được lô này là lô iPad 5. Phiên bản của nhà mình hôm nay về là phiên bản là Wi-Fi các bạn nhé. Đấy. Hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được là 5 cây. Đấy, 5 cây sản phẩm là iPad 5. Phiên bản là Wi-Fi các bạn nhá. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là iPad 5 AR một phiên bản có như là Wi-Fi các bạn nhé. Đây thì mình sẽ kết nối có như là Wi-Fi cho bạn nhé. Active vào. Em không biết. Để mình sẽ active một con lên là mình sẽ có như là trải nghiệm cho các bạn sản phẩm là iPad 5 này. Với mức giá có như là ở shop mình đang bán với giá mức giá là hơn 3 triệu đồng thì có đáng mua không các bạn nhé. Thì ở đây là có lời khuyên của mình thì là ở thời điểm hiện tại thì là dịch Covid thì là cũng đang là diễn ra ở khắp nơi, khắp mọi Việt Nam. Thì các bạn mua về để cho các em nhỏ học online ấy. Thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua sản phẩm từ iPad 5 trở lên. Đấy. Nếu ở nhà các bạn mà có gì nhỉ? Nếu mà ở nhà các bạn ấy. Đây mình sẽ active vào các bạn nhá, xong mình nói sau nhá. Mình sẽ nói sơ qua. Đấy, mình active một con vào nhá. Đấy, vừa mới về ngày hôm nay xong. iPad này mình bán rất là nhiều các bạn nhá. Mình về rất là nhiều, mình đã bán hết cho các bạn nhá. Đấy, iPad 5 dùng rất là thích ạ. Đây giới thiệu đấy ạ. Đấy. iPad 5 đấy ạ. Đây của nhà mình đây là iPad 5 phiên bản là AR1 đấy. Thì là bọn này thì là phiên bản của nó trong là 16GB các bạn nhé. Của nhà mình là iPad 5 phiên bản 16GB. Máy này của nhà mình là phiên bản có như là Wi-Fi các bạn nhá. Các bạn chỉ chạy được coi như là nhà các bạn có Wi-Fi ấy thì là các bạn dùng mỗi Wi-Fi, nói chung là Wi-Fi thì ở đâu bây giờ cũng có rồi. Thì các bạn có thể là mua về để chạy Wi-Fi cũng rất ok các bạn nhé. Con này là không phải bản 3G, bản 4G nó sẽ là thêm ổ SIM, nhưng con này là bản Wi-Fi nó chỉ là nó không có thêm cái lỗ để ấy SIM các bạn nhé. Thì là sản phẩm iPad 5 này thì là theo lời khuyên của mình ấy thì là nếu mà nhà các bạn học online nhiều ấy, nếu mà nhà các bạn mà các em nhỏ bạn ở nhà hoặc là các bạn học sinh ở nhà mà học online nhiều thì là theo lời khuyên của mình một người bán hàng ấy thì các bạn nên mua mình sản phẩm là iPad 5 trở lên các bạn nhé. Tại vì iPad 5 trở lên thì là cái phần mềm cập phiên bản phần mềm của nó là cao. Ở phiên bản phần mềm cao các bạn có vào App Store này. Các bạn vào App Store các bạn tải phần mềm thì nó hỗ trợ được nhiều phần mềm mới nhất. Nó không như những sản phẩm mà iPad 3, 4, 5. Đấy. Ví dụ những sản phẩm mà iPad, ví dụ như ở mà 3, iPad 2, 3, 4 thì là các bạn chỉ tải Zoom bình thường thôi. Còn nhiều ứng dụng khác thì là các bạn có khi còn khó tải các bạn nhé. Nhiều ứng dụng khác là không tương thích thì các bạn tải về nhiều khi nó hơi là phức tạp. Đấy. Nhưng mà với iPad chiếc iPad 5 này thì là hỗ trợ, nói chung là hỗ trợ cho bạn nhiều, cực kỳ nhiều ứng dụng luôn. Đấy. iPad 5 thì là các bạn tải phần mềm gì cũng được tại vì cái iOS nó cao nên là các chương trình học thì rất là tương thích các bạn nhá. Đấy là lời khuyên của mình thì là các bạn nếu mà các bạn nên mua học online ấy thì là các bạn nên mua từ iPad 5 trở lên giúp mình các bạn nhá. Và đây thì mình sẽ vào coi như là YouTube, mình sẽ xem phim nghe nhạc sản phẩm là iPad 5 như thế nào. Thì là con này thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Pin con này của nó là hơn 8.000 các bạn nhé. Dung lượng pin con này là pin gần 9.000. Màn hình của nó là gần 10 inch các bạn nhé. Màn hình con này gần 10 inch. Đây là học zoom thì cực kỳ to. Đây thì mình sẽ vào coi như là camera cho bạn nhé. Camera con này thì là rất là to luôn. Đấy, các bạn nhìn rất là to luôn. Rất là hay luôn nhé. Nếu mà các bạn học online ấy, đây. Học online thì là cái camera của nó này. Camera này thì nó cái góc camera nó rộng này. Các bạn mua về là học online cực kỳ tuyệt vời. Đấy, cái góc camera của nó là cực kỳ là rộng. Nó không như điện thoại đâu, điện thoại nó chỉ là một tròn góc bình thường thôi. Nhưng mà với camera con này là cực kỳ góc của nó cực kỳ là rộng các bạn nhé. Các bạn các bạn mà mua về học online thì camera trước của nó là cực kỳ là sắc nét, rất là rộng luôn, rất là hay. Đấy. Và con này thì là pin gần 10.000, gần 9.000 thì các bạn dùng thì cực kỳ ok luôn. Một ngày học online cực kỳ tiện luôn các bạn nhé. Đây thì mình sẽ vào coi như là nghe nhạc xem phim bạn iPad 5 thì nó chạy cực kỳ là nhanh và cực kỳ là mượt. Đây là mạng mình nó hơi kém, đâm là nó sẽ là thế thôi. Còn bình thường thì lướt cực kỳ là nhanh các bạn nhé. Đấy. Sản phẩm này thì là iPad 5 ấy thì nó hỗ trợ là cổng sạc là từ iPhone 5 đến coi như là iPhone 5 đến iPhone coi như là 13 Pro Max các bạn nhé. Và loa con này thì là loa nghe nhạc kép. Các bạn loa nghe nhạc kép rất là hay.
nghe rất ấm, rất là to các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó rất là to luôn, nghe là cực kỳ là sướng. Đấy, đấy, đấy bạn năm. Nói chung là các bạn mua về con này học online thì đáng đồng tiền bạc gạo luôn các bạn nhé. Thì là con này thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Thiết kế con này thì iPad 5 của nó là biết thiết kế nó mỏng này. Đấy, mỏng, thứ hai là nhẹ. Đấy, cực kỳ là hay các bạn nhá. Hai camera. Con này thì là có hỗ trợ là cổng chân cặp tai nghe 3.5. Các bạn có thể cắm mic livestream hay thu âm. Các bạn mua con máy này về mà hát karaoke ấy. Ví dụ nhà các bạn mà đam mê karaoke ấy, đam mê karaoke chẳng hạn, các bạn cắm vào cái mic gì nhỉ? Cái mic live âm thu chim này, các bạn bật lên YouTube. Các bạn bật hết cỡ cái màn hình này ra này. Các bạn bật hết cỡ cái màn hình này ra này. Đấy, đâm là cái màn hình này nó to. Các bạn nhìn vào đây thì rất là rõ nhá, nó không như điện thoại. Các bạn mua về đọc báo, xem phim online cực kỳ là hay các bạn nhá. iPad 5 thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều nên các bạn cứ yên tâm đặt hàng các bạn nhé. Về ngoại hình con này thì là máy còn 90/90%. Và giá sản phẩm iPad 5 bên mình thì là phiên bản là Wi-Fi 16GB này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. Đấy, giá iPad 5 phiên bản IR1 phiên bản 16GB Wi-Fi này bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad 5 phiên bản Wi-Fi 16GB các bạn nhé, tên hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo tin nhắn, nếu mà Zalo tin nhắn fanpage mình không trả lời kịp, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline bên mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi với máy. Và ở xa thì mình có ship cô ba miền nên các bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi mua một tuần và bảo hành 6 tháng. Nên các bạn cứ mua hàng bên mình thì cứ yên tâm các bạn nhá. Đấy. iPad 5 thì là hỗ trợ cái bản phần mềm là mới nhất, thì là theo lời khuyên của mình, các bạn học online nhiều, các bạn nên mua sản phẩm iPad 5 giúp mình các bạn nhá. Đấy. Hôm nay nhà mình về được 5 chiếc nên là các bạn thao đặt các bạn nhé. Nói chung là hàng này thì là mình lại về liên tục nên là các bạn cứ đặt hàng đi, đặt hàng thoải mái các bạn nhé, nên các bạn cứ yên tâm nhá. Và hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu coi như là phụ kiện để giới thiệu cho các bạn nhé. Thì đây trên tay mình đây là sản phẩm coi như là phụ kiện coi như là sạc siêu nhanh. Đấy, sạc siêu nhanh chính hãng coi như là 25W của Samsung các bạn nhé. Thì mình sẽ test thử cái sạc siêu nhanh chính hãng coi như là 25W của Samsung này cho các bạn xem các bạn nhé. Đây thì ở đây thì mình sẽ coi như là cắm sạc siêu nhanh này. Ở đây thì mình sẽ cắm sạc siêu nhanh. Sạc siêu nhanh này sẽ là hai cổng là micro USB là bé nhau các bạn nhé. Hai cổng như nhau, mình sẽ cắm vào đây. Mình sẽ sạc coi như là sản phẩm coi như là Samsung S10 5G cho bạn nhé. Đây. Thì mình sẽ cắm vào coi như là sản phẩm là Samsung S10 5G này. Đấy. Ở đây nó sẽ là hiện cái chữ sạc siêu nhanh các bạn nhé. Đây. Ở đây nó sẽ là hiện cái chữ là sạc siêu nhanh này. Các bạn nhìn kỹ này. Ở đây nó sẽ là hiện cái chữ là sạc siêu nhanh các bạn nhá. Nói chung là các bạn mà nếu mà các bạn mà đi công tác ở đâu ấy, hay là các bạn mà cần pin ấy, thì các bạn chỉ cần sạc tầm 30 phút thôi là các bạn có pin dùng là thoải mái các bạn nhé. Đấy, cái sạc siêu nhanh này rất là tiện lợi. Sạc siêu nhanh chính hãng của Samsung 25W này thì là gì nhỉ? Nhân dịp cũng như là khai trường cửa hàng Shopee ấy, thì là sạc siêu nhanh chính hãng của 25W của Samsung này thì mình sẽ bán cho bạn với giá cũng như là 150.000 đồng các bạn nhé. Thì là các bạn nào thích sản phẩm là sạc siêu nhanh này, các bạn có thể tí nữa mình sẽ để coi như link Shopee của mình ở dưới mục mô tả của video, các bạn có thể là xuống Shopee mình để đặt hàng các bạn nhé. Và đây, và trên tay mình đây là bộ sạc coi như là chính hãng của LG. Đây, trên tay mình đây là sạc bộ sạc chính hãng của LG 18W các bạn nhé. Thì là cái củ sạc coi như là chính hãng của LG 18W này thì là với bộ sạc này đến thời điểm hiện tại là mình bán được là hơn 400 củ rồi các bạn nhé. Đấy, đến thời điểm hiện tại là bên mình đã bán trên Shopee là bên Shopee ấy, mình bán con này là hơn 100 củ các bạn nhá. Đấy. Hơn 400 củ luôn. Rất nhiều với cả ship đường hàng không. Mấy cả ship đường hàng không mình cũng phải ship tầm bây giờ thời điểm này mình bán được hơn 400 củ cho các bạn nhá. Đấy. Đấy, sạc nhanh chính hãng là gì? Thì là combo bộ này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 99.000 các bạn nhá. Combo sổ bộ sạc nhanh chính hãng của LG này mình sẽ bán cho bạn với giá là coi như là 99.000. Bạn nào mà đã sở hữu sản phẩm là coi như là sạc LG ấy thì các bạn chưa có bộ sạc nhanh này, các bạn có thể là qua Shopee của mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy, bộ sạc nhanh chính hãng của LG giá 99.000. Đây. Thì là tí nữa mình sẽ để cái link coi như là Shopee của mình. Ở đây trên tay mình đây là cái link Shopee của mình nhá. Tí nữa mình sẽ để cái link Shopee của mình. Đây ạ. Đây sản phẩm của tôi. Đây là trên cái Shopee của mình này rất nhiều coi như là sản phẩm nhá. Đấy. Đấy, Shopee của mình đây nhá. Đấy, rất nhiều sản phẩm này. SIM Villa 5G vào mạng cả năm các bạn nhá. Bộ sạc siêu nhanh của chính hãng của Samsung 25W này, giá coi như là 150.000 các bạn nhá. Đây. Đây là 99.000 nhá, chọn bộ sạc coi như là LG 99.000 nhá.
Đấy, Shopee mình đã được lên coi như là Shopee của yêu thích cho các bạn nhé. Đấy, có chữ yêu thích cho các bạn nhé. Shopee được đặt doanh thu yêu thích luôn. Đây ạ. Ốp dẻo có như là LG V50 này. Ốp dẻo có như là S10 5G. Nói chung là nhiều phụ kiện khác. Các bạn có thể lên Shopee để ủng hộ mình các bạn nhé. Thì là link Shopee mình sẽ để coi như là dưới mô tả của video cho bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà cần bộ sạc nhanh chính hãng coi như là của Samsung 25W này, các bạn có thể lên Shopee để đặt hàng giúp mình nhá. Tí nữa mình sẽ comment coi như là link Shopee của mình. Đây, bộ sạc chính hãng của LG. Đấy, sạc này thì là cực kỳ là bền luôn. Nói chung là với mức giá coi như là 99k, các bạn mua bộ sạc này là hợp lý nhất. Nói chung là củ này các bạn dùng quá bền luôn. Bạn nào mà đã mua coi như là bộ sạc coi như là LG và bộ sạc coi như là 25W của coi như là gì nhỉ, của Samsung chính hãng này, thì các bạn có thể lên Shopee đánh giá coi như là 5 sao giúp mình các bạn nhá. Đây, thì các bạn có thể là vào YouTube của mình này. Mình sẽ coi như đây, mình sẽ vào coi như là cái YouTube của mình nhá. Đấy, YouTube của mình đấy. Ở đây thì mình đã để cái link. Đó, dưới phần này mình sẽ đã để cái link Shopee nhá, các bạn click vào cái link Shopee này. Các bạn click vào đây. Đấy. Rồi các bạn có thể là chọn mua những sản phẩm nào các bạn yêu thích nhá. Đây là link Shopee của mình. Đấy, rất nhiều. Các bạn có thể vào đây đặt hàng giúp mình các bạn nhá. Nhiều khi các bạn có củ sạc các bạn gọi nhiều khi là hơi ngại ấy, thì các bạn có thể là vào link Shopee của mình, hoặc các bạn mua ở shop mình, các bạn mua hàng shop khác ấy mà không có cụ sạc nhanh này thì các bạn có thể là qua shop mình ủng hộ shop mình cũng được các bạn nhá. Và tiếp theo sang mục điện thoại thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm con này là con Sony Z3 các bạn nhá. Đấy, lâu lắm rồi nhà mình về được lô này là lô Sony Z3 các bạn nhá. Đấy, Sony Z3 thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình là về được 6 cây các bạn nhé. Đấy, Sony Z3 này thì là nói chung là bọn này thì là còn màu, tất cả màu trắng tinh khôi. Đấy, hôm nay nhà mình về được 6 cây đấy, Sony Z3. Nói chung là các bạn với mức giá rẻ thì các bạn mua con này là hợp lý nhất các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về chi tiết con Sony Z3 này. Con Sony Z3 này thì mình sẽ xem cho bạn có như là bộ nhớ là bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đấy, dòng này thì ngày xưa thì cực kỳ là đắt các bạn nhé. Nói chung là ngày xưa là cực kỳ đắt. Đấy, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Con Sony Z3 của nhà mình là phiên bản trong là bộ nhớ 32GB. Màn hình của nó là hơn 5 inch. Thì là con này thì là màu trắng tinh khôi. Thì là bọn Sony Z3 này các bạn mua về để học zoom hay là xem phim YouTube hay là dùng một máy phụ nghe gọi cực kỳ ok. Thì là con Sony Z3 này thì bên mình đang bán ra cho bạn với giá coi như là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, sản phẩm là Sony Z3 này. Thì hôm nay nhà mình về 6 cây thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, phiên bản bộ nhớ trong con này là tất cả là bộ nhớ là trong là 32GB. Đấy, 32GB các bạn lưu trữ thì không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy các bạn nhá. Đấy, Sony Z3 mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Và bản này tất cả là bản một sim một sắm các bạn nhá. Đấy, Sony Z3 này màu trắng nhá. Tất cả buổi tối ngày hôm nay thì là phiên bản là một sim một sóng các bạn nhá. Đấy, các bạn mua, bạn nào mà thích cái sản phẩm là Sony Z3 phiên bản Nhật này các bạn nhớ tới hàng mình sớm nhất nhá. Tất cả là máy Docomo, máy của Nhật. Nói chung là hàng của Nhật các bạn dùng yên tâm luôn. Quá là bền, quá là sướng luôn. Đấy. Bọn này thì mình bán rất là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy. Năm ngoái ấy, mình nhớ là một cái năm nào mình phải bán tầm mấy trăm con như Sony Z3 này. Nhưng mà ngày đấy tầm mức giá là hơn 1 triệu cơ. Nhưng mà với thời điểm hiện tại thì con này bên mình đây ạ. Sony Z3 với mức giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, 1 triệu đồng các bạn mua Sony Z3 này là cực kỳ là sướng. Phiên bản cũng như là bộ nhớ trong cũng như là 32GB các bạn nhá. Đấy, 1 triệu cho bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một cây này là cây Samsung Note 9 các bạn nhá. Đấy ạ. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con này, con Galaxy Note 9. Con này của nhà mình là phiên bản coi như là Hàn các bạn nhá. Con này thì mình đã lên 2 sim 2 sóng cho bạn nhá. Đấy, Galaxy Note 9 phiên bản Hàn này, 2 sim 2 sóng. Thì là cấu hình con Galaxy Note 9 này thì cực kỳ là cao. Thì là con này là phiên bản đặc biệt các bạn nhá. Galaxy Note 9 của mình hôm nay được mình là về được con này là phiên bản đặc biệt. RAM con này là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 512GB các bạn nhá. Đấy, con này là phiên bản đặc biệt, RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 512GB. Thì là gì nhở, lâu lắm rồi thì mình mới về được con coi như là Galaxy Note 9 là phiên bản đặc biệt đấy các bạn nhá. Nói chung là lâu lắm rồi đấy. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 512GB. Thì là con này thì là mình đã lên sóng 2 sim 2 sóng cho các bạn nhá. Về tình trạng con này thì là màn hình con này thì là màn hình đẹp các bạn nhá. Màn hình con này là trong veo sáng đẹp các bạn nhá. Và ngoại hình con này thì là máy còn độ 90% các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình thì là máy con này là còn 90%. Đấy. Đấy. Ngoại hình thì là máy còn là 90% các bạn nhé. Đấy, máy màu xanh các bạn nhé. Thì là tình trạng con này thì là mình sẽ tả luôn tình trạng các bạn. Tình trạng con này thì là cái cảm ứng ở chỗ gì nhỉ? Tất cả cảm ứng ở phần bên dưới này thì là ok. Nhưng mà với duy nhất là cảm ứng cái chỗ đoạn đây ạ.
cảm ứng chỗ phần này thì là nó hơi bị liệt các bạn nhé, hơi bị chậm các bạn nhé. Cảm ứng nó một cái gì nhỉ, nó một cảm ứng, nó một gạch cái đường cảm ứng này ở đây thì nó là hơi chậm một chút các bạn nhé. Cảm ứng ở phần này thì nó hơi chậm một chút tí, thì là phần dưới này, tất cả là phần dưới này ok, chỉ có như là chậm một chút ở đây thôi các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhưng các bạn có thể vẫn kéo cái này cũng xuống bình thường nhé. Đấy, nhưng các bạn có thể là kéo cái phần bật thanh trạng thái là thanh gì đây vẫn ok các bạn nhé, chỉ liệt phần ở chỗ này thôi. Đấy, thì là con lót 9 này, thì là con lót 9 này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn về giá là 3.300.000 các bạn nhé. Còn Galaxy Note 9 phiên bản cũng như là 512GB này thì mình sẽ bán cho bạn về giá là 3.300.000. Đấy, chỉ với giá coi như là 3.300.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung Note 9 phiên bản là 512GB này, bị liệt một hàng cảm ứng ở chỗ này thì bạn nhận tay hàng mình là sớm nhất nhá. Giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.300.000 cho bạn nhé. Đấy. Con này thì các bạn dùng con này thì cực kỳ ok rồi. Quá sướng luôn nhá. Đấy, 3.300.000 cho bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ, Vinmart B3. Đấy, Vinmart B3 thì lâu lắm rồi nhà mình lại về được con này là con Vinmart B3 các bạn nhé. Đây ạ, con này là Vinmart B3. Đấy, Vinmart B3. Đấy, nói chung là dòng này thì các bạn cũng đã rõ rồi, Vinmart thì là máy của bác Phạm Nhật Vượng các bạn nhé. Bộ nhớ trong con này như là không biết là 16GB sao ấy, thì mình sẽ xem cho bạn là bao nhiêu GB. Đây, bộ nhớ trong con này có 16GB thôi bạn nhé. Thì là con Vinmart B3 này thì là mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 800.000 nhá. Con Vinmart B3 này. Vinmart B3 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 800.000, pin nó cực kỳ là to. Đây. Pin của nó cực kỳ là to các bạn nhá. Hai sim hai sóng. Con Vinmart B3 này thì là màn hình cực kỳ là lớn các bạn nhá. Mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 800.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Vinmart B3 này mua về cho các em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc, hoặc là các bạn làm máy phụ nghe gọi chống cháy, con này cực kỳ ok. 800.000 cho các bạn nhé. Vinmart B3 này 800 cho các bạn nhé. Có kèm coi như là một cái ốp các bạn nhé. Con lót 9 cũng có ốp luôn nhé. Con lót 9 năm nay mình vừa mới thâu lại khách cũng có ốp luôn cho các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về cho con này con A6 Plus các bạn nhé. Con Galaxy A6 Plus, con Galaxy A6 Plus để ngoại hình thì là máy còn 90%. Thì là con này thì là màn hình cực kỳ là to, màn hình con này là 6 inch các bạn nhé. Galaxy A6 Plus đấy. Thì con này của nhà mình là phiên bản Hàn này. À sorry các bạn, con này là phiên bản công ty, hai sim hai sóng nhá. Đấy. Galaxy gì nhỉ? A6 Plus, lâu lắm rồi mình lại về được con A6 Plus các bạn. Đây. A6 Plus các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản có như là hai công ty, hai sim hai sóng. Và cấu hình con này thì là gì nhỉ? RAM con này là RAM 4 hay sao ấy? Đúng rồi. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Và màn hình con này là của nó là gì nhỉ? 6 inch các bạn nhá. Màn hình con này của nó là gì nhỉ? 6 inch các bạn nhá. Full HD cộng các bạn nhá. Đấy. Thì là con A6 Plus này thì là mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, lâu lắm rồi mình lại về con Samsung A6 Plus nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá có như là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, hàng Samsung của ngày xưa. Ngày xưa con này ra mắt đắt phết đấy. Hình như là 6 hay 7 triệu các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ xả cho bạn với giá có như là 2 triệu đồng con Samsung A6 Plus các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm là Galaxy S10 5G. S10 5G thì hôm nay nhà mình lại về được hai màu các bạn nhá. Hàng siêu thị thanh lý hôm nay nhà mình về được hai màu. Một con này thì là màu này là màu đa sắc các bạn nhá. Và hai con này là màu xám đen các bạn nhá. Và sản phẩm có như là con gì nhở, S10 5G này thì mình sẽ nói sơ cu qua về cấu hình chi tiết cho bạn. Thì là hai cây này của nhà mình ấy thì là phiên bản có như là gì nhở, Hàn Quốc nhá. Đấy, hai con này của nhà mình thì là phiên bản Hàn Quốc này, một sim một sóng. Đấy, ngoại hình thì là máy đẹp có như là leng keng xà beng luôn. Thì hàng siêu thị thanh lý các bạn khỏi phải chê luôn. Máy thì bọn này thì các bạn đẹp nói chung là như trong tranh các bạn nhá. Đấy, hàng siêu thị này, màu này là màu xám đen này. Và màu này là màu đặc sắc các bạn nhá. Màu gold thì mai bắt đầu mình mới về các bạn nhá. Đấy, Galaxy S10 5G. Thì là cấu hình con này thì của nhà mình là phiên bản là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4500. Đấy. Nói chung là con Galaxy S10 5G này các bạn bỏ ra với mức giá coi như là 6.200.000 thì các bạn coi như là đáng đồng tiền mất gạo các bạn nhé. Trên thị trường nó bán với mức giá coi như là 6.300.000 đến 7 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình ngày hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn
với bán cho mức giá với giá coi như là 6.200.000 cho bạn nhé. Đấy, Galaxy S10 máy coi như là đẹp lên keng sáng biển. Đấy, giá coi như là chỉ với giá coi như là 6.200.000 các bạn nhá. Màn hình nó cực kỳ là to và cực kỳ là lớn. Nói chung là với mức giá coi như là hơn 6 triệu thì các bạn mua con này thì cực kỳ ok. Và hỗ trợ của nó là có hỗ trợ tính năng của nó là 5G các bạn nhé. Và màn hình của nó thì là hỗ trợ coi như là mở khóa bằng khuôn mặt và coi như là vân tay ở âm màn hình các bạn nhé. Đấy. Nói chung là con này các bạn mua con này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đấy. Bạn nào mà thích sản phẩm là Galaxy S10 5G này các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất các bạn nhé. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm sử dụng hàng bên mình các bạn nhé. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc và xin chào và lại clip lần sau các bạn nhé.